Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ngày 14 tháng chạp nữa các bạn. Mình đang có mặt tại quảng trường Phù Mỹ. Người ta đang thi công, đang làm chắc ta dựng liều làm hội chợ. Đi cũng tham khảo một vài địa điểm bán mai cho các bạn xem nha. Bên phía bên kia đường là người ta dựng mai sớm này. Nhưng mà mai bên đó xíu nữa mình qua mình coi thử rồi mình giới thiệu cho các bạn nha. Nay mai bây giờ 14 âm lịch rồi mà trong này nó chưa có mai các bạn. Nó chỉ dựng ở ngoài quốc lộ, nó bán cho mấy anh buôn sỉ rồi đi nhập ra Bắc anh bán lại thôi, chứ còn trong mấy khu vực trong này thì chưa có. Ít. Chỗ ông bên kia, chỗ ông đó là chắc là đầu tiên á. Nãy giờ thấy có một điểm nó bán à. Gốc mai to ghê các bạn. Mà nay nở hết rồi, mai đây chắc để chân ra vui ngoài đường thôi chứ nở hết rồi. Nào có mua để năm sau mua rồi vậy. Mua để năm nay rồi năm sau lặt lá lại canh lại, năm nay Bình Định nắng quá các bạn. Không có mùa đông nên là ít lạnh nên là mai nó nóng là nó bung lặt lá sớm quá. Mai nở hết này. Chậu này to, cái đây chắc ở chậu này chắc ở 30 triệu, 40 triệu trong. Đẹp bằng miếng chậu. Chậu quá trời cái chậu. Và đây còn cây nữa này. Gốc này to hơn gốc kia luôn các bạn, gốc này to hơn ghê không? Gốc mai mà to bằng cái găng tay ít gì đâu. Tiếc là nó nở sớm rồi. Này có mấy ngày nữa. Này nó bung hết gần hết cây rồi. Có 3 ngày 5 ngày nữa nó bung xanh vàng cây luôn á.
Đây mình mới hỏi với họ giá các bạn, cỡ 800 một chậu, mai nhỏ nhỏ là cỡ 800 chậu này. Hôm nay 14 Tết, 14 âm lịch rồi. 14 tháng Chạp. Đây kêu cây mai hương. Nhiều nói chung mấy chỗ kia thì mai nó rẻ, ở quầy quốc lộ mai nó rẻ, còn đây ở trong chỗ quảng trường huyện các bạn, nên mai hình như đây nhập bán lại chứ không phải là mai người ta trồng. Mỗi năm ông có hay mua mai không ông? Không, nó mua. Dạ. Mua. Ông cũng đang tìm mua mai hả? Đang còn bán hay? Dạ không, con mua, con người mua. Con mua cái nào? Dạ con định nhắm mấy coi như này mà giá 800 cao quá không? Cao quá hả? Cao quá không? Như mỗi năm ông mua cỡ chậu này ông nhắm bao nhiêu tiền? Tùy theo năm, có năm mấy cái năm đi. À, năm nay mai nhiều à? Năm nay mai nhiều. 800 cao. Mà ở mình đây mai ở mình, mai ở trong kia nó nữa hết á. Dạ. Năm nay 800. Năm nay nắng quá. Nãy coi đây nói 800 này, coi đây chắc cũng tương tự vậy. Coi đây chắc hơn quá. Coi kia ít bông hơn mà. Coi đây bông nhiều, coi bên kia cũng bông nhiều. Sao không kịp vậy? Búp nhỏ quá hả? Đường có ba mấy cái chậu lớn lắm, đưa vô nó nở rồi. Dạ. Chậu đây nó hả? Dạ. Quay chụp cho về nhà lựa. Có coi được thì lên chở, còn không thôi. Dạ. Cháu ở đâu? Cháu ở Mỹ Thành á. Dạ. Thôn nào? Thu Hưng Lạc. Ở trên đây mà mai nhiều với mày xuống dưới nó không có. Nó không chở ít xuống chứ. Hay nay sớm quá sao ạ? Chứ bán có được hay không chở lên chở xuống nó mới công. Dạ. Chứ mấy năm thì cũng có mà năm nay thấy. Con nghĩ là mấy cây này cây nào con chuộng nhất chuộng con em. Nãy giờ con coi cũng sơ qua thôi chứ cũng chưa ngắm mà mấy đến cây là nhỏ xíu mà 800, những mấy cây kia chắc mấy triệu quá. Cây này to không à? Cây này là nó chìm xuống. Dạ. Ở đây nó cũng rất là nó nhìn kìm luôn. Dạ. Nó phải đưa lên tí xíu nó mới tốt. Nó kìm cho ra này. Đây còn cũng có anh ưng nó ra dài. Trời tàn nó dáng nó lùm rồi. Chín quá. Đây họ cúc này bạn. Cúc nhiều ghê lắm mà nay nở bung hết rồi. Đây chắc bán rằm bán ngày mai, hôm nay 14 à. Bán cho người ta mua về người ta cắm trang cắm mộ rồi vậy, chứ còn bán cắm Tết thì không, bán Tết thì không kịp à. Nở bung hết rồi mà cái đai chắc trồng cho đẹp luôn á chứ. Mai đây nay nó sắp nở hết rồi các bạn ạ. Mà nó để nó bán vậy mà không thấy chủ. Để búp quá trời luôn. Búp chùm chùm chùm. Cỡ chừng ngày mai đây chắc cỡ 1.2-1.3 ăn cay quá. Mấy cái chùm nó nở trước nó chắc là mấy cái búp nó nở trước này, nó ra trước chắc là vài bữa nó nở. Còn cỡ mấy cái búp nhỏ nhỏ thì may ra kịp Tết, nó đây nở hết à. Bây
kịp Tết này. Đó, búp búp cỡ đây giờ kịp Tết này. Sáu cánh. Chục. Ủa. Đây anh đem mấy cái ghim mà chở sợ nó gãy cành các bạn, nó vận chuyển nó gãy phải ghim giữ cành này. Đây chưa bốc. Ta còn giữ ghim mà hoa nó sắp nở rồi đó. Coi đây bóp được cũng nhiều. Khu vực này ít. Dễ nhưng mà phải có đồ quay. Máy coi hàng hoài là chắc đẹp nhất rồi. Máy coi trong kia toàn là ái ái không à. Cái này ba cái tóc này. Sau hàng mấy cái coi hàng phía ngoài là đẹp. Coi đây bóp nhiều ghê lắm. Chậu này chậu men chắc cũng đắt tiền. Mấy cái chậu bê tông như thế này thì nó rẻ hơn, còn cái chậu men láng này đắt tiền hơn. Nhìn vô thấy đặc biệt, nó khác biệt liền. Giờ này buổi trưa chủ đi ăn cơm hết rồi các bạn. Mình cũng không hỏi thăm giá được, nhưng mà nãy hỏi trên Phù Mỹ giá cũng khá cao. 800 ngàn chậu thì chắc ở đây chắc giá phải cao hơn về dưới đây Mỹ Chánh rồi. Rồi dưới này là xã, trên kia là huyện. Phải coi đây bốc quá trời luôn. Này chắc cỡ tuần 23. Năm nay hầu như là chỗ nào cũng ở Bình Định cũng vậy các bạn, hoa nó nở sớm á. Chụp cái cây này bóp quá trời bóp. Bóp ra cỡ đây thôi mà nó nở đúng Tết, nở y bài luôn. Mấy góc này chắc cỡ năm thứ 8 các bạn, góc này cũng khá to này. Mấy góc này toàn góc bự không à. Cây nó dưỡng khá lâu, còn cái cây ở nhà mình là mình trồng mười mấy năm rồi mà mình không có dưỡng cái góc. Mình không có bón phân, không có gì, không có thúc nó nên nó còn ái, cái góc nó còi, nó không được nở cái góc. Chứ mai cái góc nó phải nở xíu nhìn mới đẹp, chứ cái góc nhỏ quá. Đây góc nào góc nói thiệt ngon mà. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy nội dung video hay thì đăng ký kênh và gửi lại bình luận để nói chuyện trao đổi cho vui nha. Đồng thời nhấn cái chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mình sẽ cập nhật thường xuyên giá hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa huệ, hoa lan gì đó ở đất dịp Tết ở Bình Định nha các bạn. Nói lộn ở Đắk Lắk. Về Bình Định rồi vẫn nhớ Đắk Lắk. Bên giờ cúc kìa, cúc tím, cúc vàng mà nở te be te bét, cỡ loại này chắc Tết được này. Cùng bên đây nở hết à. Thôi chào tạm biệt hết các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.